từ. Hôm đầu tiên chị tới làm á, chị thấy nó chắc lên một chút. Buổi thứ hai chị tới chị làm, chị thấy nó trắng lên một chút nữa. Buổi thứ ba làm như hôm nay này, chị rất hài lòng. Nên cái thì rất là nhiều, mềm mịn mướt hơn, không còn khô sợi như ngày trước nữa. Trong quá trình mình làm á, thì da không có bị thích ứng, sản phẩm cũng bôi lên da thì làm hoàn toàn tự nhiên, mùi hương thơm á, rất là dễ chịu. Đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp chất lượng 5 sao, BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Natalie là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ của Mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất. Với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB nhé!